Mình chia sẻ các bạn cách rút 10 tờ 1 xên nhé, không phải tờ 1 ba nữa, một cứ bấm luôn nút rút tiền này, cho thẻ vào đây, cho thẻ hoặc là cho cái sổ vào đây, vẫn nhập cái số bảo mật này. Mình chào các bạn, muốn rút một man đúng không thì các bạn bấm vào một man này đúng không, nhưng mà nó sẽ ra tờ một man. Các bạn muốn ra tờ 10 tờ một sen thì các bạn bấm vào này, 10 sen nó cũng là một man, các bạn bấm vào yên này, rồi nó sẽ hiện 10 tờ một sen. Đây, đã được 10 tờ 1 xên. Ok, cảm ơn các bạn theo dõi video.